Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nhảy qua toàn bộ bản đồ của GTA 5. Vì vậy ở đây tôi có một chiếc Lamborghini. Và phía trước chúng ta chính là đường dốc cực lớn, đủ dài để chúng ta có thể đạt tốc độ cao trên những chiếc xe và bay qua toàn bộ bản đồ. Đây này, đây là vị trí hiện tại của chúng ta. Tôi sẽ cố gắng làm mọi cách để chúng ta có thể nhảy đến vị trí cuối bản đồ này. Đi nào, chúng ta hãy lên chiếc Lamborghini này đi. Lamborghini là một trong những chiếc xe có tốc độ rất cao trên thế giới. Và rất có thể là chúng ta sẽ nhảy qua được toàn bộ bản đồ trong cái lần nhảy đầu tiên. Let's go. Đi nào, chúng ta đang lao xuống dốc. Chúng ta đang lao xuống dốc với tốc độ hơn 100 km/h, 200 km/h rồi. Tiếp tục đi. Wow, chúng ta đang lao xuống cực kỳ nhanh. Với cái vận tốc này thì chúng ta có thể bay luôn chứ không phải chạy nữa đâu. Go. Liệu chúng ta có thể bay qua toàn bộ bản đồ trong cái lần nhảy đầu tiên này không? Chúng ta đã đạt 350, 370. Lên. Ok. Wow. Được không? Ui rồi, tôi cảm nhận được cái sự không xa rồi. Ok, chúng ta vừa rơi xuống một con đường của một thị trấn nhỏ. Hãy kiểm tra ngay bây giờ để xem cái đoạn đường mà chúng ta bay được là bao xa. Wow, chúng ta đã bay đến tiệm cắt tóc trên một thị trấn. Từ đây đến đây không quá xa các bạn ơi. Tôi cảm nhận được là nó chỉ bay được một phần của bản đồ thôi, còn rất xa. Còn rất xa phía trên này, cực kỳ xa. Chúng ta phải rất cố gắng, rất nỗ lực nữa thì chúng ta mới có thể bay qua được toàn bộ bản đồ này. Nhưng mà không sao, tôi đã có cách rồi. Đây rồi, tôi đang có một chiếc xe đua F1 ở đây. Và tôi đã tăng mã lực, mô men xoắn và tốc độ tối đa lên 100.000. Và liệu với những cái thông số này thì chúng ta có thể vượt qua toàn bộ bản đồ trong GTA 5 hay không? Thì chúng ta cùng bắt đầu nào. Ui, bánh xe nó muốn nổ luôn rồi các bạn ơi. Lao xuống đi nào. Nhanh lên, ui, 200 km/h rồi. No, no. Nó đã bị văng ra ngoài. Nó không hề ổn định với những cái thông số vừa rồi. Làm lại nào các bạn ơi. Chúng ta hãy cố gắng ổn định chiếc xe nhất có thể. Lao xuống đi. Lên. Tăng tốc lên, 100 km/h rồi. 200. Nhanh lên. Nhanh nhất có thể đi. Go. Ui 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 ui, đừng văng ra ngoài, đừng văng ra ngoài. Ok, hãy ổn định nó. 400 km/h rồi. Lên, 500. Lên, lên. Ok. Wow, chúng ta đang bay lên rồi. Có vẻ như lần này chúng ta bay khá xa đấy. Chúng ta bay đến đâu đây? Oh my god. Oh my god. Ui ôi, chúng ta vừa đập trúng một tòa nhà. No, ui phát nổ luôn rồi. Ra ngoài nhanh lên, không cháy mất mạng luôn bây giờ. Ok, tôi đã ra ngoài rồi, hãy kiểm tra nó. Ui, chúng ta đã gần như lên đến một nửa bản đồ rồi. Từ vị trí này đến vị trí này. Wow, phải nói là chúng ta đã tiến bộ hơn rất nhiều. Chúng ta đã bay xa hơn rồi các bạn ơi. Nhưng mà chúng ta còn một chặng đường rất dài phía trước. Oh my god, chúng ta chỉ mới bay được 2 phần của bản đồ thôi, còn 3 phần còn lại chúng ta hãy cố gắng lên. Đây rồi, chúng ta hãy quay lại với chiếc F1. Và tôi đã mod thêm một bản mod tăng tốc độ. Lên, tăng tốc độ lên, 200 km/h rồi. Tiếp tục đi. Lao như tên bắn, 400 km/h. Tiếp tục. Lên, lên, lên. Wow. Ui, tôi cảm giác lần này bay xa hơn đấy các bạn ơi. Bay qua các tòa nhà, bay qua cái tòa nhà ban nãy mà chúng ta va trúng rồi. Xuống. Ok. Uầy. Chúng ta hãy kiểm tra ngay bây giờ. Ok. Uầy. Chúng ta đã bay đến trung tâm thành phố, đến cái tiệm cắt tóc này rồi này. Từ dưới này, từ đầu bản đồ đến đây. Wow, một thành tích mới, một cột mốc mới, nhưng mà phía trước vẫn còn rất xa, rất dài. Hãy làm mọi cách để chúng ta có thể bay qua bản đồ này. Ok. Tôi đang có một chiếc siêu xe với động cơ tên lửa ở đây. Và với chiếc xe này, chúng ta có thể bay qua toàn bộ bản đồ hay không? Xuống dốc đi. Ok, chúng ta bắt đầu lao xuống rồi. Tăng tốc lên. Ui, 200 km/h rồi. Động cơ tên lửa đang hoạt động rồi. Wow. Ui, nhưng mà cái động cơ tên lửa này giờ nó rất hạn chế các bạn ơi. Tôi không thể nào mà bấm liên tục được. Sử dụng động cơ tên lửa. Lên. Bơm lên. Ok. Oh my god, động cơ tên lửa không hoạt động khi tôi lên dốc. Oh my god. Nhìn thôi là đã biết là chúng ta chỉ bay được một đoạn đường khá ngắn. Chúng ta bay được một quãng đường rất ngắn vì động cơ tên lửa không hoạt động khi tôi xuống dốc. Ok, chúng ta hãy mod chiếc xe này lên 100.000 mã lực, 100.000 mô men xoắn và 100.000 tốc độ tối đa. Để xem được chiếc xe này có thể bay được qua toàn bộ bản đồ hay không. Xuống dốc đi. Ok. Ui, chiếc xe của chúng ta đã nổ mất một bên rồi. Nổ mất một bên lốp rồi. Vì những cái thông số này. 200 km/h, 300 rồi. Lên, 400 km/h. Lao thẳng xuống. Tiếp tục đi. 500 km, 600 km/h. Lên, lên. Uầy, uầy, uầy. What the hell? Chuyện gì vừa mới xảy ra với chiếc xe này?
không hiểu sao nó lại đâm thẳng xuống các bạn ơi. Và chúng ta cũng chỉ được một đoạn ngắn thôi. Tôi quá thất vọng với chiếc xe này rồi. Chiếc xe này không khiến chúng ta bay cao bay xa hơn. Chúng ta không thể qua được toàn bộ bản đồ với chiếc xe này đâu. Ok, chúng ta hãy thử nó với một chiếc SUV. Go! Lao xuống đi. 100, 200 km/h. Tiếp tục lao xuống. Chúng ta có 300 km/h rồi. Rất nhanh. Hy vọng là chiếc xe này có thể giúp chúng ta đạt được một cột mốc mới. Lên! Bay lên! 100 km/h, lên! Ôi, sao nó lại bay lên? Sao lại bay thẳng lên nhở? Oh my god. Nó chỉ đưa chúng ta bay lên thôi, nó không giúp chúng ta bay xa rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể lên được đường cao tốc. Được rồi, cũng khá xa đấy. Ok, chúng ta hãy thử nó với một chiếc McLaren. Hãy lao xuống đi. Một chiếc siêu xe cực kỳ nhanh. 100 km/h rồi. Nhanh nữa đi, let's go. 200 km/h. Liệu chúng ta có thể bay qua toàn bộ bản đồ với chiếc McLaren này hay không? Lên. 400 km. 500, ok. Wow. Wow. Bay qua đường cao tốc đi. Bay qua. Bay qua. Qua được không? Ui rồi ơi, chúng ta không thể nào bay qua đường cao tốc. Thậm chí là nó còn không phá vỡ được cái kỷ lục của chiếc SUV ban nãy. Một chiếc mô tô thì sao nào? Chiếc mô tô này liệu có thể bay qua toàn bộ bản đồ hay không? 100 km/h rồi. No, đừng trượt ra ngoài, đừng trượt ra ngoài. Hãy đâm thẳng xuống. Bay lên. Bay lên, 400 km/h. Go, why? Why? Ui rồi ôi. Tôi vừa va trúng một cái tấm bảng quảng cáo. Oh my god. Chính cái tấm bảng quảng cáo này đã ngăn cản chúng ta bay tiếp. Ồ, chiếc xe đâu rồi? Chiếc xe đâu mất rồi? Ồ, đừng nói chiếc xe nó dán trên đấy. Ui, chiếc xe nó thực sự dán trên bảng quảng cáo luôn rồi các bạn ơi. Máu tôi đang còn dính trên mặt ông đấy kìa. What the hell? Hãy kiểm tra ngay bây giờ. Chúng ta chỉ bay được một quãng khá ngắn thôi. Chiếc này thì sao nào? Một chiếc cơ bắp cực kỳ khổng lồ. Lao xuống đi, bật mod tất cả mod tốc độ lên nào. Với cái trọng lượng cao như thế này thì tôi nghĩ là chúng ta có thể bay được một cái quãng đường nó xa hơn. Ui, sao lại giảm xuống nhỉ? Tốc độ lên, 300 km/h, bay lên. Ok, ui. Sao lại bay thẳng lên trời thế này? Tôi không hiểu sao lại bay ngược lên các bạn ơi. Tốc độ bây giờ là bằng 0. Oh my god. Tôi chỉ bay thẳng lên thôi, tôi không thể bay xa với chiếc này. Chiếc này quá nặng nề. Oh my god, ui trời ơi, đè chết anh chàng bên đấy rồi. Ok, chúng ta đã chuyển qua một đường dốc mới. Đường dốc này cũng cực kỳ khổng lồ. Nhưng mà cái đường dốc này có xu hướng là ngược lại. Chúng ta sẽ bay từ cuối bản đồ. Trên đầu này, chúng ta sẽ bay xuống dưới vị trí ban nãy mà chúng ta đã đánh dấu. Bắt đầu nào, let's go. Hãy bắt đầu với chiếc siêu xe có động cơ tên lửa này. Lao xuống đi. Ok, đường dốc của chúng ta rất to. Lao xuống đi nào, let's go. 100 km/h. Trời ơi, bật động cơ tên lửa lên đi. Oh my god. Holy shit. Ôi, tôi bay ngược lại. Holy shit. Chuyện gì đang xảy ra khiến tôi bay ngược lại này? Chúng ta hãy làm lại. Không hiểu ra ban nãy nó lại bay ngược lại các bạn ơi. Khi mà tôi bật động cơ tên lửa lên thì đột nhiên nó bay ngược lại. Chạy nhanh hơn đi, chạy nhanh nhất có thể đi. Go, go. Ôi, tôi lại bay lên rồi. Oh my god. Ôi, tôi đang xoay vòng rồi. No, no. Ui, nhưng mà các bạn nhìn trên bản đồ kìa, chúng ta đang bay rất nhanh. Tiếp tục bay đi. Ok. Ui rồi ôi, nổ xe luôn rồi. Hãy bay ra ngoài, hãy nhảy ra ngoài ngay, không chết cháy. Ok, hãy kiểm tra ngay bây giờ nào. Ui, quãng đường cũng cực kỳ xa các bạn ơi. Đây là thành tích đầu tiên mà chúng ta đạt được khi mà chúng ta chuyển đến đường dốc mới. Ok, chúng ta hãy đến với chiếc xe F1 nào. Liệu chiếc xe F1 này với cái đường dốc này chúng ta có thể bay qua toàn bộ bản đồ hay không? Let's go. Xuống đi. Let's go, 500 km/h rồi, lên. Lên. Ui trời ơi. Tôi bị kẹt. Tôi bị kẹt ở cuối đường các bạn ơi. Nên là chiếc xe của chúng ta không bay quá xa được. Ok, chúng ta hãy thử lại nào. Lần này chúng ta hãy cố gắng giữ cho cái đầu nó không đâm xuống thì chúng ta sẽ có thể bay được cao hơn. Let's go. 200 km/h. Go, 500 km/h. Chuẩn bị nào. Let's go. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, quá tồi tệ. Ok, chúng ta hãy chuyển qua đường dốc mới. Đường dốc này có hướng ngược lên, có hướng đi thẳng lên. Và rất có thể là đường dốc này sẽ hiệu quả hơn cho cái việc đưa chúng ta đến cuối bản đồ. 3, 2, 1, go. Go, lên, 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 bay lên. Ok. Ok, chúng ta đang có 500 km/h. Wow, wow. Chúng ta đang bay rồi các bạn ơi. Wow. Wow.
với tất cả bản mod, với tất cả mọi thứ, chúng ta cố gắng làm mọi thứ thì chúng ta cũng bay lên được rồi. Chúng ta đang tiến tới cuối bản đồ rồi. Cố lên. Ui, các bạn nhìn xuống bản đồ kìa. Chúng ta đang bay rất nhanh. Oh my god. Tốc độ phải nói là cực kỳ cao. Nó như một chiếc máy bay vậy. Đây không phải là một chiếc xe nữa, nó là một chiếc máy bay. Ui, chúng ta đang tiến đến cuối bản đồ rồi. Từ đầu bản đồ đến cuối bản đồ. Wow, chúng ta sẽ làm được thôi. Ôi, tốc độ đang giảm xuống rồi, no. Bay tiếp đi, chưa đến đâu. Chưa đến đâu, bay tiếp đi. Ok, có vẻ đến rồi, có vẻ đến rồi. Có vẻ đến cuối bản đồ rồi các bạn ơi. Ok, tốc độ đang giảm xuống rồi. Wow, wow. Quá tuyệt vời, ui cái đường dốc cũ kìa. Ok, xuống đi, let's go. Tốc độ đang giảm xuống bằng không. Ok, chúng ta đã bay qua toàn bộ bản đồ rồi các bạn ơi. Quá tuyệt vời, chúng ta hãy kiểm tra ngay bây giờ nào. Đây là vị trí ban đầu này. Còn đây là vị trí của đường dốc. Ok, wow, một quãng đường cực kỳ xa mà chúng ta đã bay qua. Chúng ta làm được rồi. Chúng ta hãy thử lại một lần nữa, để xem là lần này chúng ta có thể bay cao mà bay nhanh hơn không. Chúng ta có thể bay xa hơn không. Go, lên đi. Lên, tốc độ cao nhất có thể. Lên, ui. Ui, ui sao lại sẽ lại bay thẳng lên. No, tốc độ lên 900, lên 1000 rồi các bạn ơi. 1200 km/h. Oh my god. Oh no. 1600 km/h rồi. Ui, tôi đang bay ra khỏi vũ trụ rồi. No, no way. Chúng ta lên mặt trăng luôn rồi. Oh my god. Chúng ta có khi lên mặt trăng luôn rồi các bạn ơi. Ui, tôi biến mất luôn rồi. Oh no, tôi đâu rồi? Chúng ta đâu rồi? À đây rồi, đây rồi. Oh my god, tôi vẫn 1000 km/h. No, chúng ta đang rơi xuống với tốc độ 1200 km/h. No. Oh my god, chúng ta vừa bay lên vũ trụ các bạn ơi. Chúng ta vừa rời khỏi trái đất với chiếc xe này. 1600 km/h. Quá kinh khủng. Đâu rồi, tôi phải ra khỏi xe. Được rồi. Ok, như vậy là chúng ta đã có thể nhảy qua toàn bộ bản đồ của GTA 5 bằng mọi thủ đoạn. Và tôi đã đạt tốc độ 1600 km/h trong một chuyến du hành vũ trụ. Cảm ơn các bạn đã xem. Hãy like video và đăng ký kênh để chúng ta có thể có thêm một số những cái chuyến du hành vũ trụ. Cảm ơn các bạn.